À, cái gì này các bạn ơi, vừa phát hiện ra có một con khủng long và nó đã bị nhốt ở trong một cái rổ đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ giải cứu cho nó nha. Chúng ta có gì nào, đây là một con khủng long. Deinonychus. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ nó vào rổ và đi kiếm giải cứu những con khủng long khác nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Nhìn nào các bạn ơi, mình vừa phát hiện ra gì đây? Một con khủng long Dilophosaurus, nó đang ở trên này nè các bạn ơi, mình đã bắt được nó rồi này. Dilophosaurus rất là đẹp luôn nha. Mình sẽ bỏ vào rổ và đi tìm kiếm những món đồ chơi tiếp theo nào. Các bạn ơi, chúng ta có gì đây? Hình như vẫn là một con khủng long nữa nha. Sau một hồi mình đã bắt được nó, và đây là một con Parasaurolophus. Tiếp tục cuộc hành trình đi giải cứu khủng long thôi các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi, chúng ta có gì nào? Một con Onlosaurus. Đúng không? Đúng rồi các bạn ơi, đây là Onlosaurus. Ok, bỏ rổ. Tiếp tục một hành trình đi giải cứu khủng long. Tramsosaurus. Tramsosaurus. Ngay đây luôn là các bạn ơi, không cần phải đi đâu xa hết này. Chúng ta có gì này? Wow. Một con khủng long màu đỏ. Bắt lên nha. Bentakeratov. Một con khủng long ba sừng và nó có một cái vết rách ở trên cái mang này các bạn, và đó là Bentakeratop. Rồi đi tìm kiếm nào. Sau một hồi mình kiếm tìm, mình đã phát hiện ra đây là có một chú khủng long nữa các bạn ơi. Rất là đẹp luôn không. Mình sẽ bắt lấy nó nha. Chúng ta có gì nào? Một con Miragaya. Rất là đẹp luôn. Tiếp tục đi kiếm theo những hàng gạch này nha, để xem có không. Mình đoán đúng rồi các bạn ơi, chúng ta có một con khủng long nữa nè các bạn ơi. Đây là những món đồ chơi vô hình rất là đẹp luôn. Một con Dracorosaurus. Sẽ bỏ vào rổ. Đã nhiều quá rồi nha, và cùng đi tìm nữa nào. Mình đã phát hiện ra rồi. Chúng ta có gì nào? Chúng ta có một con Dimetrodon. Miệng nó cử động được luôn nha. Chúng ta vẫn cứ sẽ bỏ vào rổ. Và đi tìm thế nào. Một con Papilionidae. Chúng ta có một con chim với cái mỏ rất là dài luôn này các bạn ơi. Mình sẽ bỏ vào trong rổ. Cùng tìm kiếm những món đồ chơi khác nha. Hai con một lúc luôn này các bạn ơi. Mình sẽ bắt một con lên và kiểm tra coi. Dilophosaurus. Bỏ vào rổ nha. Và đợi con còn lại. Đây là một con Cachalodontosaurus. Đúng không các bạn ơi? Yes. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi săn bắt khủng long.
bạn ơi. What the hell? Wow, con quái vật đang đứng ở đây và nó rất là to luôn nè các bạn ơi. Wow, chúng ta có gì nào? Sẽ bắt đầu với con này nha, một con Plesiosaurus. Đây là Plesiosaurus nha các bạn ơi. Sẽ bắt đầu với món đồ chơi to này. Wow, chúng ta có gì nào? Hiện đây là hai con nha. Chúng ta có một con Brontosaurus. Wow, con Bronto này cũng có một cái đầu rất là dài luôn nè các bạn ơi. Và rất là to. Để xem nào, đây cái đầu hồi nãy thôi các bạn ơi. Đây là Triceratops, hay còn gọi là khủng long ba sừng đó các bạn. Ok, và đây là tất cả đồ chơi của mình ngày hôm nay nè các bạn ơi. À, rất là nhiều luôn đúng không? À, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video ở lần sau nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn.